Tiểu sử giang hồ hùng ma, đám tang tráng lệ nhất đất mỏ, đại ca khắp nơi đều phải đến phần 2. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Hải Phòng có đám tang của Dung Hà thì ở đất mỏ có đám tang của Hùng Ma. Thậm chí giang hồ đôn thổi đám tang này còn tráng lệ hơn nhiều. Đám tang của Hùng Ma đến tận bây giờ, giới hạc đạo vẫn xếp là một trong những đám tang có 102 trên đất mỏ Quảng Ninh. Không chỉ đến viếng hùng ma, tất cả các đại ca giang hồ khét tiếng khắp nơi đều đến đây để phô trương thành thế. Thậm chí nhiều vụ bắt tay làm ăn cũng bắt nguồn từ đám ma tráng lệ bậc nhất của ông trùm than thổ phỉ hùng ma. Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Hùng Ma, một nhân vật từng làm dậy sóng thế giới ngầm của đất mỏ Quảng Ninh trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng, phát sóng vào 30 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Việc Hùng Ma bị hạ bệ bởi hai tên tép diêu đã khiến cho giới giang hồ Quảng Ninh choáng váng. Chẳng hề có cuộc huyết chiến trả thù nào sau đó, vì từ kẻ chủ mưu cho đến những tên đàn em đều đã bị lực lượng công an bắt giữ. Sau thảm án kinh hoàng tại cảng than Làng Khánh xảy ra vào cuối năm 2008, sự trật tự trong thế giới than thổ phỉ Quảng Ninh đã thay đổi hoàn toàn. Đám đàn em của Hùng Ma chẳng biết làm gì khác ngoài việc tổ chức một đám tang thật hoành tráng bậc nhất để trả ơn cho đại ca của mình. Bên ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong, đám tang này chính là cuộc gặp gỡ của các phe cánh giang hồ để phân chia lại địa bàn sau khi băng nhóm của Hùng Ma tàn giã. Cho đến nay giới giang hồ Quảng Ninh vẫn khẳng định, chưa kể ở Hải Phòng có đám tang của Dung Hà, thì ở đất mỏ có đám tang của Hùng Ma, thậm chí một số nghi thức còn tráng lệ hơn đến vài phần. Hùng Ma không có vợ con nên toàn bộ công việc trong lễ tang đều được đám đàn em lo liệu toàn bộ có ít hơn trăm thanh niên được liệt vào danh sách phục vụ tang lễ. Ai cũng mặc quần áo màu đen, đầu tóc bóng loáng, đeo đôi kính dâm để bảo vệ tang lễ từ phía cổng cho đến tận linh cữu. Bên chiếc quan tài chứa thi hài của Hùng Ma luôn có 10 đệ tử cao to đứng nghiêm nghị. Những người đến viếng chỉ có thể đứng ở phía ngoài mang lễ vào chứ không bao giờ được lại gần. Giới giang hồ đồn đại trong số 10 người đứng bên cạnh quan tài đều găm hai khẩu K-59 đã được nạp đạn no. Việc làm này theo dụng ý là để tránh những trường hợp bất chắc nhưng thực chất đám đàn em của Hùng muốn thể hiện thanh thế trước những băng nhóm giang hồ khác đến viếng tất cả những ai muốn vào viếng Hùng đều phải tập trung ở một địa điểm đã được ấn định từ trước để chỉnh đốn trang phục và xếp hàng chờ đến lượt hầu như tất cả các đại ca của các băng nhóm ở Quảng Ninh đến viếng đám tang của Hùng Ma không chỉ vậy giới giang hồ một số nơi như Hải Phòng Hà Nội Nam Định Hải Dương thậm chí là tận Sài Gòn cũng đến đám tang này đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lý lịch của giang hồ Hùng Ma tên thật Đỗ Phi Hùng sinh năm 1971, quê quán phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, biệt danh Hùng Ma. Vốn là một tay ma cô từ khi còn nhỏ, lớn lên Hùng Ma nảy số nhờ vụ đâm chém và có vài đàn em máu mặt luôn đi theo bất cứ nơi đâu. Cái danh chùm giang hồ thổ phỉ của Hùng Ma đã có từ khoảng những năm 2000, khi gã giang hồ này độc chiếm một số bãi than cũng như tổ chức việc buôn lậu than ra nước ngoài. Vòng hoa của người đến thăm viếng đều là hoa trắng vì Hùng chưa có vợ con cho đến ngày đưa ra nghĩa địa, số vòng hoa này lên tới vài trăm chiếc và phải dùng tới 5 đến 6 chiếc xe tải để chở. Lễ tang được tổ chức tới 3 ngày liền tại phường Hà Khánh, gần như cả ngày lẫn đêm đều có người đến viếng lễ. Những người đến viếng đều được đàn em của Hùng thuê khách sạn hạng sang ở thành phố Hạ Long để nghỉ ngơi vài ngày liền, phục vụ ăn uống và mọi nhu cầu, miễn sao là ở lại để cùng đưa đại ca ra đồng. Đến lúc đưa ra nghĩa địa, cả trăm đàn em của Hùng Ma tỏa đến các ngã tư, ngã năm ở thành phố Hạ Long để thực hiện nhiệm vụ dẹp đường. Chưa kể đến tất cả các đại ca có số má đều phải tới viếng và có mặt để cầu. Số lượng lên đến hàng nghìn người đưa tiễn Hùng Ma về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn tùy tùng đưa tiễn là cả trăm chiếc xe ô tô cáu cạnh, xếp hàng di chuyển phía sau chiếc xe chở linh cữu của Hùng Ma. Vào thời điểm này vì lo lắng có những biến cố khó lường có thể xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai một lực lượng giật đông đảo để quan sát đám tang của Hùng. Đoàn xe đưa tiễn linh cữu đi đến đâu thì người dân xung quanh đó phải nép vào lề đường, nhà nào cũng phải đóng cửa, tắt mọi thiết bị âm thanh, nếu không sẽ ngay lập tức bị đám giang hồ mặc áo đen nhắc nhở. Gần như tất cả những người có mặt trong đám tang của Hùng đều phải tham gia vào việc chôn cất, mỗi người một nắm đất ném xuống nơi huyệt mộ như một nghi thức để giúp Hùng đi mát mẻ hơn mọi nghi thức diễn ra xong, đại diện gia chủ có lời tất cả các khách về nhà hàng của hùng gặp mặt để cảm ơn. Tuy nhiên thực chất của gặp gỡ này là một buổi phân chia quyền lực. Cảng làng Khánh vốn được coi là miếng mỡ ngon, trước đây vốn thuộc về anh em Nam Bang, nghĩa là cảng làng Khánh bỗng nhiên trở thành mảnh đất để các thế lực khác độc chiếm, trong đó có hùng ma một tên tuổi hơn ở giới giang hồ Hạ Long. Hùng ma vốn được coi là trùm than thổ phỉ và chuyện gã quyết lấy cảng làng Khánh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên khi mà Hùng Ma mới chỉ kịp bước vài bước vào cảng làng Khánh thì ông chùm này bất ngờ bị bắn chết ngay giữa phố. Cũng qua đây rất nhiều bí mật trong thế giới ngầm cũng được tiết lộ. So với Hải Phòng thì thế giới ngầm ở Quảng Ninh còn có một số đặc điểm chuyên nghiệp hơn vài phần. Khi tại vùng đất mỏ, những tay giang hồ cộm cán đều là những kẻ lắm tiền, điều hành những cơ sở kinh doanh rất phát đạt. Ai cũng biết giới than thổ phỉ ở Quảng Ninh phức tạp đến như thế nào. Và khu vực cảng làng Khánh, phường Cao Xanh luôn là những điểm nóng. Nam Bang gãy cánh tạo điều kiện cho Hùng Ma xoán ngôi. Nhưng chẳng ngờ đây lại là đại hạn cho gã chùm than thổ phỉ khét tiếng đất mỏ. Khi còn sống, Hùng Ma quản lý một địa bàn vô cùng rộng lớn. Riêng hai khu vực phường Cao Xanh và Hà Khánh thuộc thành phố Hạ Long đã có tới cả trăm khu bãi than, nơi mà giới than thổ phỉ coi như là điểm trung chuyển cho tất cả các chuyến hàng ra vào ở khu vực tỉnh Quảng Ninh. Hùng nhắm mắt xuôi tay ở độ tuổi 38 cũng có nghĩa là những khu vực đó trở nên vô chủ, các đại ca giang hồ lúc này mới bắt đầu lao vào với mục đích giành lại quyền cai quản. Ra mắt cụ thể nhất phải kể tới hai băng nhóm đất Hải Phòng khi công khai khẳng định sẽ độc chiếm toàn bộ khu vực Cao Xanh và Hà Khánh với lý do trước kia đã từng có thời gian làm ăn. Tuy nhiên, các băng đảng khác chẳng chịu ngồi yên để cho kẻ khác chiếm miếng mồi ngon. Một cuộc phân tranh quyết liệt diễn ra sau khi Hùng Ma mồi yên mà đẹp. Cứ 10 người có 8 người biết đến cái tên Hùng Ma. Nếu là người dân Quảng Ninh sống ở khu vực thành phố Hạ Long thì cứ 10 người đến 8 người biết đến cái tên Hùng Ma. Đối tượng này tên đầy đủ là Đỗ Phi Hùng sinh năm 1971, nhà ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vốn là một tay ma cô từ khi nhỏ lên lớn lên, Hùng Ma nảy số nhờ vài vụ đâm chém và có vài đàn em máu mặt luôn đi theo bất cứ nơi đâu. Cái danh chùm giang hồ thổ phỉ của Hùng Ma đã có từ khoảng những năm 2000, khi gã giang hồ này độc chiếm một số bãi than cũng như tổ chức việc buôn lậu than ra nước ngoài. Ở Quảng Ninh có một lĩnh vực mà các băng nhóm giang hồ luôn tranh chiếm nhau để làm, đó là giành quyền mót than rơi vãi này, cũng mang đến khoản thu nhập tới vài trăm triệu trong một tháng, nên kẻ nào cũng thèm muốn chiếm lấy cho mình một địa bàn. Các cuộc tranh chiếm cũng nảy sinh ra từ đây và nhờ vào thế lực hùng mạnh, Hùng Ma đã có được cho mình một khu vực vô cùng rộng lớn để mót than kiếm tiền. Ngoài việc tổ chức bảo kê, mót than tại các cầu cảng, bến bãi, Hùng Ma còn cầm đầu một băng nhóm cầm đồ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đầm thuê chém mướn. Số đàn em đi theo Hùng Ma được gã triển theo tháng, còn những kẻ thân tín thì lại được đại ca lo cho cuộc sống đầy đủ, đáp ứng những nhu cầu ăn chơi chắc táng bệnh hoạn. Tiếng tăm của Hùng Ma cứ qua một năm lại được nảy lên một cấp, và đến thời kỳ đỉnh cao nhất, gã được coi là một đại ca mâm trên, máu mặt bậc nhất ở Hà Long. Chuyện đầm chém hạ bệ nhau trong quá trình lấy số của hùng ma được nhiều người theo dệt và dần dần gã trở thành một trong những cái tên khiến nhiều người dân Hạ Long cảm thấy khiếp sợ. Có một điều khác biệt là hùng ma chẳng ở với gia đình cũng không có vợ con. Hàng ngày nhiều người sẽ chứng kiến cảnh ông trùm than thổ phỉ này túm tụm với đám đàn em đi uống bia và rồi hát hò nhảy múa cho đến hết đêm. Chưa bởi là vậy, nhưng tuyệt nhiên đám đàn em của Hùng Ma không một đứa nào nghiện ma túy. Vì gã đã từng tuyên bố đứa nào trích choác thì chỉ có cách bán sới khỏi đội. Với việc thế lực ngày một lên cao, Hùng Ma đã có một địa bàn làm ăn khá rộng lớn. Một số địa bàn trước đây thuộc về đối tượng khác này cũng bị Hùng Ma lấy mất. Những kẻ khác đều được coi là bại tướng một thời của Hùng Ma và phải nhường lại các khu vực làm ăn của mình, nhường lại các địa bàn béo bở, các khu vực cầu cảng đông đúc thuyền bè ra vào cho Hùng Ma quản lý. Khi anh em Nam Bang bị bắt, cảng Lang Khánh bỏ trống, nhiều phe cánh nhăm nhe độc chiếm. Tuy nhiên, trong đó nổi lên thế lực của đại ca Hùng Ma là hùng mạnh nhất vốn được mệnh danh là ông trùm giới than thổ phỉ. Kế hoạch thâu tóm cảng làng Khánh đã được Hùng Ma dự định từ lâu, nên khi Nam Bang bị tiêu diệt thì cơ hội ngàn năm có một đã đến. Bắt đầu từ những năm 2000, vì thế lực của Hùng Ma thực sự trỗi dậy ở Quảng Ninh, đặc biệt là ở những địa điểm ma giới than thổ phỉ cát cứ. Xuất phát điểm là một tay đâm thuê chém mướn, nên ngay sau khi có tiền, Hùng Ma bắt đầu làm thêm một số công việc như cầm đồ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Thế lực cả ngày càng được khẳng định, thì tiền của đổ vào túi của Hùng Ma càng nhiều. Đến lúc này, Hùng mới bắt đầu chen chân vào việc bảo kê của giới than thổ phỉ, chọn hai địa phương là phường Hà Khánh và Cao Xanh ở thành phố Hạ Long để cát cứ. Ý định của Hùng Ma là muốn thâu tóm được đầu ra của các mỏ khai thác lậu trên địa bàn. Cách làm theo kiểu chặn đầu này của Hùng đã nhanh chóng thu được kết quả và mang lại nhiều lợi nhuận khổng lồ. Cho đến giữa năm 2009, về cơ bản, Hùng Ma đã đặt cược một chân vào cảng Làng Khánh, nhưng sự tranh chiếm là không thể tránh khỏi. Đám đàn nên đi đến đâu là cũng được ôm súng hoa cải, thậm chí là AK để có thể xử lý bất kỳ tình huống bất chắc nào xảy ra. Để chuẩn bị cho việc công khai độc chiếm Làng Khánh, Hùng Ma còn đưa ra một tuyên bố đất đã có chủ, muốn bước chân vào thì phải có lệnh. Tuy nhiên, dù đã giải quyết được khá nhiều băng nhóm về việc chia quyền lợi tại làng Khánh, nhưng Hùng Ma chẳng thể ngờ được rằng mảnh đất này lại khiến cho nhiều kẻ thèm khát đến như vậy. Trong đó có cả những tay du côn tép diêu, mấy gã nghiện ngập giật dẻo. Với thế lực vốn có của mình, chuyện Hùng Ma tự tin rằng chẳng ai dám động đến mình cũng coi là có cơ sở. Nhưng mọi chuyện diễn ra sau này hoàn toàn khác so với những tính toán của ông trùm than thổ phỉ. Trong số những kẻ muốn nhảy vào cảng làng Khánh để độc chiếm địa bàn, có đối tượng Đức được. Đức vốn chỉ là một tay nghiện không hơn không kém. Dù sau này cũng có đôi chút bản lĩnh khi làm đại ca mấy thằng trẻ châu đua đòi Thì Đức cũng chẳng bao giờ được coi là một đàn anh Nghiện chưa đủ Đức còn bị nhiễm HIV Nên cứ ỷ thế là một thằng mắc bệnh thế kỷ Đôi khi gã đi làm càn mà nhiều người cứ đành ngậm bồ họ làm ngọt Chết đến nơi rồi nhưng Đức vẫn muốn tranh giành cảng Làng Khánh để kiếm tiền Và đương nhiên ngay lập tức phải đối diện với Hùng Ma Biết Đức đã có dã tâm độc chiếm Làng Khánh Nhưng Hùng Ma lại coi thường bảo rằng Thằng ếch đó thì sao dám đi nửa bước vào làng Khánh được Nói vậy Hùng Ma coi Đức được Chẳng nằm trong danh sách cần phải xử lý trước khi lấy cảng làng Khánh Và chẳng ai ngờ rằng chính sự chủ quan này Đã khiến cho Hùng Ma gặp đại họa tàn khốc Hùng Ma phải trả giá bằng cả tính mạng Dưới tay hai tên nhãi tẹp dìu Mọi thông tin trong bài viết đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai sót đáng tiếc Bạn có bình luận gì về tiểu sử giang hồ Hùng Ma Đám ma tráng lệ bậc nhất đất mỏ? các đại ca giang hồ khắp nơi đến cầu hồn hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được lắng nghe ý kiến và quan điểm của các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ mỗi ngày trên pkt